Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ em cũng đang có mặt tại nhà chị Loan, và phía trước là chú Chánh và Bi Ken nha cô chú. Đó thì ngày hôm qua cũng có anh Dầu Thiện cũng mua cái thùng rác tặng cho chị Loan đưa thùng rác nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là cái thùng rác đó cũng được là chị Loan cũng lấy cái sợi dây khó cô chú anh chị đỡ khó lại cho nó chắc ăn nha cô chú. Đó cho nhiều khi là đỡ buổi tối là sợ là sẽ bị mất cô chú anh chị. Dạ hôm nay là thứ bảy ngày 18 tháng 11 nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng cô chú anh chị. Hôm nay là thứ bảy cho nên là Bi Ken và Bi Tin và Bi Bun cũng không có đi học nha cô chú. Đó cô chú thì hiện tại bây giờ là phía trước là ngõ thùng rác là bây giờ hiện tại bây giờ là rất là sạch luôn cô chú anh chị, tại vì có cái thùng rác rồi cô chú. Có ông lớn tuổi cũng đang lau cái tấm bảng là xốp hồng lon cô chú. Chú lớn tuổi này là ngày nào cũng ở trước nha chị Loan nha cô chú anh chị, thì chú cũng buổi sáng chú cũng tập thể dục rồi cô chú. Rồi mẹ Loan đi đóng phim chưa? Chưa. Vậy là bữa nay là Ken ở nhà phụ sống hàng mấy hàng rồi. Làm gì sáng nay Ken vui mà nhảy vậy? Vui quá vui luôn ha. Thì hiện tại bây giờ là phía bên trong là có Bi Ken, anh Kho và chú Chánh nha cô chú. Đó thì vừa rồi là chú Chánh và Bi Ken cũng lấy cái tấm bảng xốp hồng lon đã treo trước nhà nha cô chú. Có ra trước cửa phụ huynh Khoa để xách cái thùng rác này lại nè. Ken, con biết cái thùng rác này không Ken? Thùng rác này có rác. Đúng rồi, hôm qua thấy mẹ nửa đêm á, mẹ cùng với chú Hoa á để xách cái thùng rác này lại cả nhà. Đây là buổi sáng sớm nha cả nhà, bây giờ chưa tới 8 giờ nữa nên là cũng chưa có khách ha, cũng chưa rác xe cho nữa cả nhà, mới treo được cái bảng thôi à. Tại vì có anh Khoa với Bếp Ken cùng chú Chánh. Vừa rồi thì anh Hải cũng chớ là Bi Tin đi học rồi. Hôm nay thứ bảy nhưng mà Bi Tin cũng đi học thêm á. Bi Tin học lớp lớn này học, còn Bi Ken cũng như Bi Bun thì tự nghỉ. Cái nói biết Bun bị bệnh hay sao á, nhưng bữa nay ở nhà. Ủa Ken ơi, hình như Bun bị ốm hả? Bun bị ốm hả? Em bị bệnh hả? Bị sao con? Bun bị sao? Là ho hay sợ mũi hay là sao? Không biết. Nhưng hả? Có phải là do thời tiết thất thường á, mưa với nắng á, nên mới bị buông họng á. Không nặng Ken, hình như con mặc áo của khán giả tặng hả? Hồng Loan, cô đứng im cho cô đọc một xíu. Cô con gái duy nhất của cô Nguyễn Sư. Đồ mặt lên cho cô chụp hợp một xíu nào Ken. Yeah. À, sáng giờ mới nói thấy kỹ ha. Ủa Ken, con có mấy cái áo như vậy? Hết cả luôn. Cái đó, biết cái nào? Áo này là áo này. Vậy hả? Dễ thương nha cả nhà. Cái lời dễ thương của sáng sớm ha cả nhà. Chú Chánh lên từ ngày hôm qua hả chú Chánh?
Ủa, hôm nay chú Chánh ở đây mà. Không, ông mấy bữa trước là chú Chánh về quê. Chú Chánh mới lên lại đúng không Ken? Sao? Đó, chú Chánh mới lên lại nè. Chánh về quê. Đang có khô cũng đến hả? Dạ thì hiện tại bây giờ là có cô khách cũng đến mua đồ để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Rồi ai cũng quý cái em hết trơn á. Đây là nước sấy á, nước sấy. Bự bự to, nước đỏ hả Kem? Nước đỏ là bật to nhất ha. Nước đỏ thì bật nhạc nó sáng. Và bộ bệnh cái bộ đó, hồi người ta nghỉ bán không hiểu. Bị bán rồi. Anh qua là cô bán bên ướt quá trời luôn. Cô khóc luôn mà. Anh mới nhớ là hôm nay quê đều cô bán ướt hôm nay không dạ. Qua cái mà đổ rác nhưng mọi người cũng biết là đâu có phải do lỗi tại cố đâu, là chủ hàng xóm chú qua la cố mới nói cô khóc tức tuệ rồi cô đi về, nói chung là cũng an cho cố lắm. Rác đó là do bên mấy anh đổ rác nó không có đổ thì cũng đến có để hoa nó vừa rồi cột cánh rồi đúng rồi sao cả người ra đứng đến là rác nó nó lùng sụn hết á, cho nên cứ là sáng không biết có được là do cô bà cướp nó bỏ bừa bãi tập cái gì có ai chờ chỗ cũng không có ha. Chồng thì là khó khăn chạy nhà, chồng thì là cho con thì cũng thờ dạy nữa, mình có bạn bè nuôi cả gia đình đó nên cả nhà cũng thương mới không cản cho tối nữa ha. Cố vừa sáng là cô mua như cơm cháy là cô. Dạ. Ai chồng gấp cà phê mua. Ăn cơm làm đây sao mà không hợp phân kia. Con à, cô ngồi quán cà phê Trung Nguyên đối diện. Cô mua 2 bịch cơm cháy. Dạ, bây giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.